Đầu tiên các bạn phải tạo cái layout để các bạn insert dữ liệu vào đã. Các bạn vào layout, các bạn tạo có một cái layout insert. Các bạn để linear layout được rồi ha. Để cái padding khoảng 8 dp. Thảm cái text view xuống, các bạn đặt tên. Các bạn ở đây các bạn xem cái database nhá. Database là cô tạo các bạn là 5 trường. Và nhìn nè, mã, tên, ngày sinh, hình và mã lớp. Thì mã này tự tăng các bạn không có insert cho nên là không có tạo cái trường này. Ta sẽ tạo 4 trường là tên, ngày sinh, hình và mã lớp. Ta kéo mấy anh này vào. Tên nè, ngày sinh nè, hình nè. Riêng kể anh lớp, mã lớp thì các bạn đổ cái spinner. Nắm cái spinner kéo vào đây. Rồi các bạn thêm cho cô cái button insert và button hủy ha, nhập lại. Tạo cái layout. Button insert, button nhập lại. Rồi các bạn vào đây các bạn sửa. Text view này khỏi cần ID, cái anh này thì không cần. Insert thêm sinh viên. Nhóm đấy nó ồn thiệt đấy chứ. Nó có 2, 4, 6, 8, 10 mấy mấy đứa mà mỗi đứa nói một câu thôi là nó rần rần hết cả lớp luôn. Mấy đứa này nó im lặng, nó chơi game không ai nói gì. Sợ luôn. Rồi, cái này các bạn edit text ở chỗ này các bạn để cho cô làm. Text tên sinh viên nào. Bên này là ngày sinh nè. Cái này hình nè. Các bạn nhập tên hình được rồi. Spinner nè, lớp học nè, ở đây các bạn để cho cô cái button nè, thêm sinh viên nè,
nhập lại sinh viên à. Xong cái layout nhé các bạn. Đấy, xong cái layout. Anh này để đổi lại thành Wrap Parent. Wrap Content. Ok. Rồi. Bây giờ cô sẽ đẩy cái dữ liệu này thành cái dialog nè các bạn. Thì để tạo dialog thì chúng ta sẽ làm như sau. Ta sẽ vào lớp sinh viên activity. Khi click vào insert, chúng ta sẽ gọi đến cái dialog. Ta sẽ không mở ra một cái activity mà ta sẽ mở tạo cái dialog. Thì cô sẽ tạo một cái hàm gọi là show dialog đây. Insert. Ta viết cái hàm này. Hàm này chưa có. Ta viết cái hàm này ở đây. Private Void. Để ở đây ta sẽ tạo một cái alert dialog chấm builder. Cái này là gắn bằng new alert. Cái này là đưa cái context vào. Rồi bây giờ ta mới add cái layout vào cái alert dialog. Là layout in gì ạ? Inflator bằng cái sinh viên, bằng chính nó là bằng get layout inflator. Rồi tạo cái view gán bằng inflator chấm inflate. Đối số ta chính là layout khi nãy đưa vào r chấm layout sinh viên insert nhá. Cái này là null. Rồi cái này tôi mới để cái thằng mà builder chấm set view, đưa cái view vào được chưa? Ok. Rồi bây giờ là gì nữa, muốn show nó lên thì sao? Muốn sao nó lên thì tạo gì nữa? Hả? Muốn sâu nó ra. Cái này chưa sâu được mới add thôi. Muốn sâu nó ra thì sao? Không có. Không có biết nó chậm sâu. Nó gì ạ? Alert dialog. Dialog sẽ gắn bằng cái gì nhỉ? New alert dialog bằng gì? Ghét gì? Khoan, ghét gì đâu? Cái này là dùng cái gì nhỉ? Alert dialog bằng builder chấm create, xong đó dialog mới chấm chấm sâu, đúng chưa? Đấy, thế là giờ nó mới sâu nè, các bạn nhìn nhá, xem nó sâu chưa nhá. Nó sâu đã, xong nó làm gì ta tính sau. Đăng nhập nào.
sinh viên nè. Sau đây lớp được chưa? Cái này spinner nè, bây giờ mình sẽ làm từng cái một nè. Được chưa? Ok. Sau đây lớp được chưa? Bây giờ nhìn nha. Bây giờ tôi sẽ phải lấy từng thành phần của nó. Tôi sử dụng được chưa? Ta sẽ có, ở đây ta sẽ có là một Aditech, 2, 3 Aditech, 1 spinner và 2 button. Được chưa? Là cái gì ạ? Aditech, Aditech tên sinh viên sẽ gắn bằng là view.fileview.barrier.id.txt tên sinh viên. Có 3 cái edit text nha. Một cái spinner và hai cái button, được chưa? Edit text thứ hai là edit text đặt tên là gì ạ? À, ngày sinh NS đi. Cái này là ngày. Cái này là hình avatar đúng không? Hình avatar đúng chưa? Còn cái này là spinner. Cái này là spinner. Lớp đi. Spinner. Lớp. Cái này để là button. Cái này là button. Thêm. Thêm những cái này là thêm sinh viên. Còn cái này là button nhập lại sinh viên. Cái này là chưa? Ta khai báo các cái thông số, các cái giao diện này nhé. Các bạn tham chiếu để các bạn dùng. Bây giờ nhé, tôi sẽ làm trước cái spinner các bạn coi nha. Đây là mấy cái này là các bạn nhập vô nè. Riêng cái spinner này nè là các bạn phải đổ cái danh sách lớp học vào đây. Được chưa? Bây giờ nè. À đúng rồi, các bạn phải tạo cái array list. Cái này là lớp học. Đó. Đây là danh sách lớp gắn bằng new array list. Rồi các bạn sẽ thấy nè. Cái này là các bạn lấy từ cái down ra. Các bạn nhìn thấy nhá, trong cái lớp học nè. Các bạn đã có rồi, cái down của lớp học ấy là các bạn lấy get all được rồi. Đây nè. Get all nè, lấy toàn bộ nè. Read all nè. Thì tôi phải khai báo cái down này thôi. Trong sinh viên activity tôi sẽ khai báo cái, các bạn có thể nếu dùng cục bộ đây, các bạn có thể khai báo đây. Các bạn khai báo đây là lớp học đao. Lớp đao chứ. Đó, đao. Lớp học gắn bằng new lớp học. Lớp đao. Cái này là sinh viên activity chấm dit đúng không? Rồi cái này cô sẽ gán là gì ạ? Danh sách lớp học sẽ gán bằng down.read gì ạ? Read all. Được chưa? À quên down lớp học chứ quên. Read all được chưa? Rồi. Bây giờ cô sẽ đổ cái này lên cái spinner. Cô đổ lên cái spinner thì cô tạo một cái adapter. Được không ạ? Cô tạo một cái array adapter. Adapter lớp học sẽ gắn bằng new array adapter. Các bạn đổi số truyền vào chính là cái context, đó là sinh viên activity chấm dit. Đổi số thứ hai là chính là cái giao diện đúng không? Android nè, chấm r nè, chấm layout nè, chấm nè. Đây, nó ta dùng cái simple spinner item.
và ta đưa cái danh sách lớp vào, được chưa? Sau đấy ta có cái spinner lớp chấm set adapter, đưa cái adapter lớp vào, được chưa? Rồi tới bây giờ ta chạy lại nhá. Đây nè, cái adapter nó là nằm ở trong này nè. Đấy là đoạn này nè, được chưa? Chạy lại nè. Nó nhập có sẵn rồi, danh sách lớp có sẵn rồi, các bạn chỉ lấy ra thôi. Đúng rồi, trong cái DAO nó có sẵn rồi. Lấy cái hàm DAO á, cái hàm DAO lấy ra thôi. Rồi nhá, các bạn vào thử nè. New nè, có đúng là có chưa? À, nhưng mà nó hiển thị như này thì chưa hợp lý, tại vì nó đang hiển thị object đúng không? Bây giờ cô sẽ muốn nó hiển thị làm hiển thị kiểu gì là tùy mình. Cô vào lớp học nè, cô viết thêm cái hàm nữa nè các bạn. Cái này các bạn phải theo dõi các bạn mới nhớ được nha. Trong cái này các bạn thêm cho cô là cái hàm toString, đúng bác ha? Cái hàm toString làm gì bác biết không? Chuối gì? Tào lao. Rồi bây giờ cô lấy cái mã lớp hoặc tên lớp đưa vào nhá. Thì tôi để sẽ là mã lớp, rồi cộng với cái chuối này nè, gạch gạch các bạn chia ra nè, cộng với tên lớp. Rồi bây giờ các bạn thấy nhá, ở đây dấu nháy kép. Rồi bây giờ các bạn chạy lại nè, các bạn thấy kết quả nó sẽ khác nha. Cái này kết quả là như này đúng không? Thì nó kết quả nó sẽ hiển thị mã lớp và tên lớp luôn. Tức là các bạn muốn lấy mã thì nó hiển thị mã, muốn lấy tên nó hiển thị. Đây là cái chuối để hiển thị thôi. Còn bản chất của nó là cả một object, đúng không ạ? Nó chỉ là cái hiển thị thôi. Rồi thêm mới nè. Thấy khác chưa? Được chưa? Thấy đơn giản chưa? Chưa. Hả? Có rồi, có sẵn rồi. Đúng rồi, đây nè, các bạn phải insert trước chứ. Tức là phải có danh sách này trước. Bây giờ nha, cô thêm một cái nữa nè. Các bạn nhìn nha. Ủa, cái này chưa thêm hả? Cái này tôi bị ẩn mất rồi. À, bữa trước làm mà tôi chưa copy cái phần insert vào. Tức là các bạn insert thêm một cái nữa thì bên kia nó sẽ nhận được cái danh sách insert, hiểu không ạ? Đấy. Bữa trước tôi chưa làm tiếp cái này. Đấy, bây giờ insert nhé, bây giờ nè. Tiếp nè, bây giờ cái hình các bạn nhập insert đúng không? Insert thì các bạn, thứ nhất là các bạn viết tôi một cái hàm insert trong cái sinh viên DAO này nè. Đấy, có hàm select rồi, đang thiếu cái hàm insert ha. Thì ta xem trong lớp học DAO cái hàm insert viết sao, mình viết vậy thôi. Khuyến khích copy. Nếu hiểu nhá. Ông im đi. Vâng, cái gì? Ngồi chơi từ nãy giờ vâng cái gì? Rồi bây giờ nè, cái này các bạn không phải lớp học mà cái này sẽ là sinh viên. Còn cái này sẽ là cái này không phải là mã lớp mà cái này sẽ là không nhập mã sinh viên, nhà sinh viên để từ tăng rồi. Cho nên các bạn để sao các bạn phải coi bên này nè. Đấy, coi bên này. Cái này là tên sinh viên nè. Đúng không? Đấy, cái này là không, cái này tôi để SV nha. Rồi quên à, SV. Chấm ghép. Tên sinh viên. Cái này là ngày sinh. Cái này là sv.get ngày sinh. Cái này nó lỗi ạ. Cái này nó truyền vào chuỗi. Rồi ok. Từ từ, nó khác kiểu này các bạn. Cái này nó là trả về date mà trong khi đó nó nhận chuỗi. Từ từ tôi sẽ sửa cái này sau. Rồi value.put. Cái này là
hình đúng không? Hình. Đấy, phẩy. SV.Z. Hình. Rồi một cái nữa các bạn nhá. Bây giờ nhá, bây giờ nè. À cái này thì ok, sinh viên. Cái này là mã lớp. Value.put. Đây cái này là mã lớp, thì cái này là SV.get mã lớp. Ok, xong. Riêng cái này lỗi nè, cái này trả về date nha các bạn. Thì các bạn convert nó sang string. Thì convert sang string thì các bạn dùng cho cô một cái hàm này nào. Simple date format. Nha. Simple date format nó là một cái class có sẵn của Java. Đấy, định dạng là yeah yeah man man đây đây. Thì bây giờ cô sẽ chuyển từ date sang string. Thì cô là cái này chấm, các bạn chấm là format. Đúng không ạ? Đấy, date chuyển sang là string. Hết lỗi. Được chưa? Rồi, cái này là bảng này sẽ là bảng gì ạ? Sinh viên. Đó, null value hết, được chưa? Đã xong được hàm insert. Thấy đơn giản đúng không? Giống nhau. Rồi bây giờ cô gọi cái hàm insert nè. Bây giờ cô click trong cái sinh viên activity trong dialog nè. Thì cô sẽ click chuột vào button thêm. Thì cô phải viết dưới này. Button thêm chấm, đúng rồi. Set on click listener cũng new on click listener. Ok chưa? Rồi. Bây giờ tôi lấy cái này. Được không? Là tên nè. String tên. Tên sẽ gắn bằng edit text tên đúng không? Chấm get text chấm to string. Các bạn để ý là nó đổi thành final nè. Thật ra cái này là lý do là nó đơn giản thôi, là do cái phạm vi của biến. Ở đây á, là các bạn là một cái subclass, một cái class con. Tại sao lại là class con? Tại vì trong đó chứa một cái method nè. Chỉ có class nó mới chứa method thôi. Cái này được gọi là một cái class con. Thì ở đây class con mà tôi muốn gọi ra đây á, thì tôi bắt buộc cái này phải thành final. Hiểu không ạ? Nếu không muốn đổi thành final thì cái này các bạn khai báo ngoài cùng. Nghĩa là khai báo trên này. Thì nó không cần phải đổi thành final nữa. Nhưng mà trong tình huống này tôi đổi final thì được. Nhưng final nó có ý nghĩa này các bạn nào. Cái final á, nó là hằng số. Hằng số có nghĩa là giá trị nó không đổi. Nếu mà giá trị nào mà ví dụ các bạn để là final A bằng 5 thì sau này các bạn gán A lại bằng 10 là nó lỗi. Hiểu không ạ? Đúng rồi. Được chưa? Đấy, cho nên lưu ý chỗ đấy cho cô. Tùy tình huống mình dùng biến nhá. Đấy, thì tương tự với cái này là edit text ngày sinh. Cái này là ngày sinh. Cái này là edit text ngày sinh. Rồi tương tự với cái gì ạ? String hình bằng edit text hình chấm get text chấm to string. Rồi, còn cái lớp thì nó sẽ trả về cho các bạn là spinner, là trả về cho các bạn một cái object. Cho nên các bạn sẽ có lớp nè. Lớp học nè. Lớp nè sẽ gắn bằng nè spinner nè. Chấm get select. Get selected item. Được chưa? Sau đấy nó trả về một object, các bạn phải ép kiểu nó thành cái lớp học. Nó là object nó chung chung thôi, các bạn phải ép nó lại thành lớp học. Được không? Rồi sau đấy các bạn mới lấy được cái string mã lớp sẽ gắn bằng lớp chấm get gì ạ? Mã lớp. Nghĩa là tôi có object rồi. Tôi lấy được cái object rồi tôi sẽ lấy được cái mã. Được chưa? Tại vì trong spinner nó lưu cả một cái object. Một số bạn bị lúng túng chỗ này. Các bạn cố gắng để các bạn lấy ra được, tách ra được cái mã. Hiểu không? Sau đấy các bạn cố gắng để các bạn lấy được cái mã, thực ra không cần thiết. Thực ra các bạn cứ ép là thành object, cứ để bình thường nó object bình thường, xong các bạn lấy mã của object để ra là được.
Hiểu không ạ? Đấy, lúc nãy cho các bạn thấy làm spinner là rất là đơn giản, nó không có gì khó hết. Đấy. Ok, được cái là khi các bạn gửi add up check á, thì các bạn muốn muốn lấy tên cũng được, muốn lấy mã hay lấy gì cũng được, là tùy mình. Đúng không ạ? Rồi. Tiếp. Rồi bây giờ các bạn tạo một cái đây, cái này là insert cho tôi truyền vào đối số là gì ạ? Insert là tôi truyền vào đối số là sinh viên đúng không? Thì tôi phải tạo một cái sinh viên, một cái object sinh viên, SV gắn bằng new sinh viên. Rồi đối số truyền vào là tên, ngày sinh, hình và mã lớp. À, tại sao tôi làm được cái này? Tại sao nó có bốn cái tham số mặc mã ở đâu? Thì đơn giản là tại vì trong cái sinh viên á, tôi tạo các bạn thấy mấy cái constructor lận. Một cái constructor là không đối số, một cái constructor là có mã, còn một cái constructor là không có mã. Cho nên cái constructor này nó các bạn có thể tạo nhiều, tùy theo cái mong muốn mình dùng. Mình dùng cái constructor gì thì mình tạo cái constructor. Constructor là hàm dựng để khi các bạn dùng, khi các bạn tạo object project á, tạo object á, thì các bạn dùng từ nó, là dùng từ constructor. Nhưng cái này nó vẫn bị lỗi, lý do tại vì là ngày sinh là kiểu date, mà cái kia là kiểu gì ạ? Kiểu string, đúng rồi. Cái này kiểu string, mà trong cái đó tôi cần truyền vào là kiểu date. Thì các bạn dùng cái F kiểu thôi, DFS, simple date format, có chưa? Chưa có hả? Chưa có thì mình phải tạo các bạn nha. Ta tạo một cái hàm F kiểu này, cái date simple date format nè, chưa? Simple date format gắn bằng new simple date format, các bạn đưa cái chuỗi year mân đây vào, rồi ở dưới các bạn pad thôi, simple date format chấm pad. Pad là chuyển từ string sang kiểu date, đúng không ạ? À, nhưng mà tại vì hàm pad này nó bắt phải try catch, cho nên các bạn chỉ cần try catch đây là được rồi. Try catch tại chỗ đây được rồi. Không catch là lỗi ạ. Tại vì cái này bắt buộc. Print structure đó, cái này là bắt buộc. Rồi, try catch xong, bây giờ các bạn kiểm tra nè, nếu if mà down có chưa ạ? Down hình như có rồi. Down chấm với create, đưa cái SV vào, nếu mà ok trả về true thì tôi tốt là thông báo là nhập thành công, đúng không? Đấy, cái này là sinh viên activity chấm dit, thông báo của ta sẽ là insert thêm thành công phẩy tốt chấm len tốt chấm len long chấm sâu. Rồi, à, các bạn đóng luôn là cái dialog này nè, dialog này nè, các bạn khai báo lên trên dialog này, các bạn dimiss là đóng luôn. Đây, cái dialog này các bạn để là dimiss. Dialog.dimiss. Ok. Còn cái này nếu như ngược lại thì các bạn tốt ra thông báo là thất bại. Cái này là. Rồi, bây giờ chạy thử nha. Đây, cốt nè. Thank you.
Rồi bây giờ cô thêm sinh viên nào. Tên là 11 nè. Ngày tháng em sinh nè. 1990 nè. 05 nè. 11 nè. Hình nha, tên hình tôi lấy một cái hình có ở trong này cho các bạn coi ha. À, chết cha, hình tôi chưa sửa. Đây, hình nè, tôi lấy một hình có sẵn ở trong này nè. Là class đi. Easy class hả? Đó, lớp này là tôi để là lớp 03 nè. Thêm nè. Thành công đúng không? Nhưng nó đã lốt lên chưa? À, chưa lốt lên. Không, nhưng mà mình sẽ làm cho nó lốt lên. Mình notify luôn. Nó vẫn để cái hình này bởi vì là hiện tại cô đang xử lý cái hình ở bên chỗ adapter này các bạn. Sinh viên adapter nè. Cô đang xử lý cái hình chỗ này nè. Đây, cô đang để cứng cái hình này nè. Cô thay bằng cái name nè. Đấy, tên hình chứ. Rồi thứ hai nữa, cô load dữ liệu luôn nè. Notify luôn, khi nó thành công rồi tôi phải notify luôn. Tại vì nó ở trong cùng một cái activity, cho nên là cô không phải là cô không làm trong resume, mà cô notify tại chỗ này luôn. Đúng không? Tức là data nè. Chấm clear nè. Data nè. Chấm add on nè. Cái này là down nè. Chấm read on nè. Rồi adapter nè. Chấm notify. Data set trên nè. Ok chưa? Rồi chạy lại nè. Giống nhau thôi, các bạn có thể copy hoặc là viết một cái hàm gọi nhiều lần thôi. Rồi các bạn sẽ để thấy là ở đây sẽ mất hình, tại vì cái hình gốc của nó là không có. Còn ở dưới là nó sẽ add hình mới. Bây giờ có hình nào khác không? IC.add chẳng hạn, bây giờ sinh viên nè. Cái này đúng hình, còn hai này không có hình. Tại vì là tôi đặt tên không có đúng, cho nên nó lấy không được. Tôi đặt lại nhá. À, nhập tên là 2222 đi ha. 1999 0222. Nhập tên hình nè, là cô để IC add chẳng hạn. Rồi cái lớp này của ta sẽ là lớp 0305 ra thêm. Để nó bảo thêm thành công nè. Ô, sao không có hình? Ủa, xong IC add có mà. Như kì vậy? Go live nè. Ủa, sao lại IC add có mà ta? IC class đúng nè, load hình. À, chưa edit cho nên là chưa sửa được. IC sinh viên coi. Có thêm cái IC sinh viên nha. IC sinh viên nè. 3333. Bia 33. 2000. 0222. IC sinh viên. Thêm. Đấy, anh này được cái add xong ra. Được không? Có thể add tôi gõ cái này gõ sai. Đấy. Thế là các bạn vào được nha. Cái này bị đè nè. Cái này bị đè nè. Thì các bạn phải đẩy nó lên. Bị đè các bạn đẩy nó lên nha. Đẩy bằng cách nào? Vào cái giao diện activity sinh viên. Đây, activity sinh viên. Cái này các bạn đẩy cho cô là, ủa đẩy rồi mà, above rồi mà. Ủa cái này là đúng ra nó đẩy rồi mà. List view nè. Ở top nè, left nè. Phía trên anh này nè. Ủa sao nó vẫn bị dính ta. À, cái thằng này kỳ nhỉ. Đúng ra là chỗ này nó sẽ bị mất. Ok. Rồi.
Là tức là cô mời thêm cho các bạn và sử hướng dẫn các bạn lấy hình là một nhé. Hình là một nè. Hai là cái hình này có một cách nữa là các bạn bật ra một cái để chụp hình. Hiểu không ạ? Nhưng mà nó dài lắm. Nó rất là không khó nhưng mà rất là dài. Đó, có code, có gì cô sẽ gửi code cho các bạn coi. Tại vì nó dài lắm. Cho nên mất thời gian thôi. Đấy, rồi mà kể để các bạn cũng được học môn sau nữa. Rồi các bạn này, các bạn spinner này, chủ yếu là cái spinner thôi nha. Con nhập lại này chưa viết ha. Đây, ok. Đó thì đúng rồi, xét nó về trống thôi. Ok. Thì cái này là cái dành cho sinh viên, ok chưa? Sửa xóa tương tự nhá. Sửa xóa tương tự. Sửa thì có một cái lắt léo nữa là như này nè. Khi sửa các bạn có thể mở ra cái dialog. Được chưa? Mở ra một cái dialog. Nhưng mà khi các bạn lít cái thằng này nè, lít cái anh mà cái này, thì ví dụ đang ở cái này thì nó phải tròn vào đây. Hiểu không? Tôi đang ở cái anh là lớp WD153 thì khi mở ra nó phải tròn anh này. Từ nó phải tròn, từ nó phải select. Mình phải so sánh với cho nó tròn vào đấy. Đúng không? Vẫn lít ra hết nhưng mà vẫn phải cho nó tròn. Được chưa? Ok chưa? Nó phải tròn như vậy. Chứ còn nó để mặc định là không có được. Nó để mặc định cái đầu tiên là không được. Hiểu không ạ? Nó để mặc định cái đầu tiên là không được. Mình phải tròn cái của nó. Set select á. Set select. Cái kia là get selected item đúng không? Cái kia là phải set select. Set theo vị trí của nó chính xác. Đúng rồi. Đấy, về làm thêm. Đấy, thì đó là tiếp cái phần tiếp theo là phần cô đột nhấn mạnh cái đấy các bạn về chịu khó coi ha.